hiệu Long Đình cũng xuống dưới hồ Văn Nguyệt rồi các bạn nhá. Vâng, hai kiệu dưới hồ, vừa kiệu Song Hành và kiệu Long Đình đều bay xuống hồ. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn không khí lễ hội tại cụm di tích gồm có chùa Hồng, di tích lịch sử miếu Vua Bà liền kề với từ đường của họ Phạm Văn. Và bây giờ thì xin mời quý vị anh chị và các bạn đã trở lại với nội dung của chương trình. Và trên màn hình quý vị anh chị và các bạn đang xem đây, đó chính là hình ảnh chúng tôi ghi rất nhanh tại Hồng Thái Tự. Và sau đó thì chúng tôi sẽ chuyển sang không khí lễ hội ở bên miếu Vua Bà các bạn nhé. Vâng, thưa quý vị anh chị các bạn, lúc này trong đoàn rước thì đã di chuyển về phía khu vực này, đó là di tích lịch sử miếu Vua Bà. Di tích lịch sử miếu Vua Bà, đây là một di tích thờ nữ tướng Ả Lã Phương Dung, là nữ tướng của Hai Bà Trưng trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước trong cuộc khởi nghĩa năm 40-43 đầu công nguyên của Hai Bà Trưng. Đây là di tích lịch sử đã được nhà nước xếp hạng trong 3 năm trở lại đây rồi. Thì trong 2 năm trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị anh chị các bạn về di tích lịch sử văn hóa miếu Vua Bà. Và hôm nay thì trong lễ hội làng Thuận Vi thì trong cái lộ trình rước kiệu thì có lịch trình là dừng ở miếu Vua Bà. Liên với lịch di tích miếu Vua Bà đây thì bên trái là từ đường của họ Phạm Văn các bạn nhé. Hiện nay thì do cái cung đường, thưa quý vị anh chị các bạn, là do cái cung đường đi chuyển vào trong khu vực di tích thì đường rất là nhỏ. Đấy, đường rất là nhỏ cho nên là bà con nhân dân là đứng ở đường kia. Và chúng tôi nhận thấy là ở phía khu vực trong sân này á thì có 5 quốc kiệu đã di chuyển cả vào trong này rồi. Thưa quý vị anh chị các bạn, theo cái lộ trình đoàn rước của chiều ngày hôm nay của làng Thuận Vi thì khi đoàn rước vào đến miếu Vua Bà xong thì sẽ di chuyển tiếp theo cái cung đường này từ khu vực trung tâm ở xóm 6 thôn Bình Minh, sẽ di chuyển tiếp về từ đường của họ Trịnh Văn. Từ khi năm 2015 thì làng Thuận Vi khôi phục lại lễ hội truyền thống. Và trước đây thì từ ngàn xưa thì lễ hội làng Thuận Vi thường tổ chức và cũng là có những cái chương trình rước kiệu như thế này, rất là đông vui. Và năm 2015 thì theo cái lộ trình là cứ 5 năm thì tổ chức rước một lần, nhưng mà do 2 năm vừa rồi dịch Covid cho nên là lệch sang đến năm nay mới tiến hành được. Và bây giờ thì đoàn rước kiệu bắt đầu là từ kiệu Phật sẽ di chuyển từ khu vực di tích lịch sử miếu Vua Bà và di chuyển tiếp đến theo cái cung đường của thôn Bình Minh đấy, chuyển sang đến thôn Toàn Thắng. Và sau kiệu Phật là kiệu Võng. Đây là đoàn rước kiệu Võng. Vâng, và chúng ta nhận thấy bây giờ là kiệu Song Hành cũng bắt đầu, các gia đình khách kiệu cũng bắt đầu di chuyển, vâng, chuyển kiệu Song Hành để đi rời khỏi khu vực. Xuống ao. Trên bờ giờ xuống ao các bạn.
chưa nào? Trong khi Kiệu song hành xuống ao thì Kiệu Bát Cống cũng đang quay tiết mù ở trên sân. Vâng, chúng ta di chuyển ra phía ao nha các bạn nhá. Anh ảo vàng nhá, đây là một cái hồ bán nguyệt ở ngay khu vực trước sân di tích các bạn ạ. Và Kiệu song hành xuống ao này quay nửa vòng đục ngầu. Rồi. Như vậy là Kiệu Long Đình cũng xuống dưới hồ Bán Nguyệt rồi các bạn nhá. Vâng, hai Kiệu dưới hồ. Vừa Kiệu Song Hành và Kiệu Long Đình đều bay xuống hồ. Thoải mái luôn. Đánh quấy luôn đúng không? Không có cá. Quá không cơ? Không có. Quá nó nhảy rồi. Như vậy là bắt đầu một Kiệu song hành bắt đầu lên. Chúng ta nhìn trên khung hình này rất là đẹp các bạn. Liền với lại di tích lịch sử miếu Vua Bà là ngôi từ đường của họ Phạm Văn, và liền đó là chùa Hồng, Hồng Thái Tự, trong một cái quần thể khuôn viên tâm linh rất là tuyệt vời. Bà con nhân dân về tham dự lên. Đấy, lên núi cao chứ không lên bậc đâu, lên núi cao. Đấy. Rồi em. Lại chưa chắc đi đâu. Chưa chắc đi này xuống nữa đấy.
Phấn ơi,